Xin kính chào và cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình ạ. Thưa ông, việc thực hiện tốt an toàn lao động mang lại cho chúng ta những cái lợi ích gì ạ? An toàn lao động giúp ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người lao động trong quá trình làm việc. Một môi trường làm việc an toàn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoạt động hiệu quả. Nhân viên không phải lo lắng về rủi ro và nguy hiểm, từ đó tập trung vào công việc và tăng cường năng suất lao động. Đảm bảo an toàn lao động giúp tránh các tai nạn, thương tích và bệnh tật, từ đó giảm thiểu chi phí liên quan đến bồi thường và thời gian nghỉ việc của nhân viên. Tiếp theo là các doanh nghiệp có chính sách thực hiện tốt về an toàn lao động sẽ tạo điểm cộng cho doanh nghiệp trong việc xây dựng, tạo hình ảnh và tạo lòng tin cho thị trường. Một môi trường làm việc an toàn tạo điều kiện cho người lao động trong một không gian thoải mái, yên tĩnh. Điều này giúp tăng cường cho sự hài lòng, động lực và cam kết của nhân viên đối với công việc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý những điều quan trọng trong luật an toàn vệ sinh lao động. Thứ nhất là người sử dụng lao động bắt buộc phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp. Thứ hai, người sử dụng lao động không được bắt buộc người lao động tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Cái thứ ba là người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác y tế. Cái thứ tư là người lao động phải làm việc không theo hợp đồng lao động, vẫn có quyền và nghĩa vụ đảm bảo an toàn của sân đồng. Người lao động được bố trí khám sức khỏe hàng năm. Thưa ông, vậy thì chế độ chính sách dành cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như thế nào ạ? Về cái quyền lợi của người lao động khi bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là được tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị. Cái thứ hai, được trả đủ lương trong thời gian nghỉ việc để điều trị phục hồi chức năng lao động. Cái thứ ba là được thanh toán chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định. Đối với những trường hợp mà không hoàn toàn do lỗi của người lao động thì được bồi thường với mức như sau. Ít nhất là bằng 1/5 tháng lương nếu bị suy giảm từ 5 đến 10% khả năng lao động. Sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%. Và ít nhất được 30 tháng lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Còn đối với những trường hợp mà do chính người lao động gây ra thì được trợ cấp ít nhất là 40% mức quy định nêu trên. Thứ hai là được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa nếu sau khi điều trị phục hồi chức năng mà tiếp tục làm việc. Hồ sơ giải quyết bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì gồm có những giấy tờ như sau. Thì theo quy định của luật an toàn của sân lao động thì hồ sơ thì gồm có thứ nhất là sổ bảo hiểm xã hội, cái thứ hai là giấy ra viện, cái thứ ba là biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa, cái thứ tư là văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động. Để biết thêm thông tin về giải quyết chế độ mà tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì người lao động cần liên hệ với bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc là bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để hướng dẫn giải quyết các chế độ. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của ông ạ.